Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ở đây, liệu có bao nhiêu bạn thắc mắc rằng giữa NVIDIA Quadro với NVIDIA GeForce khi mà chơi game và làm việc thì sẽ khác nhau như thế nào? Hãy cùng mình trả lời câu hỏi đó ở trong video ngày hôm nay. Thì cả hai phiên bản được mình lựa chọn ngày hôm nay sẽ đều đến từ Litech. Litech thì một số bạn nghe qua bảo, ôi, hãng gì mà hãng nghe lạ thế? Thì mình sẽ trả lời luôn. Litech là một trong những hãng sản xuất card đồ họa Quadro cực kỳ lâu năm rồi. Bởi vì khi mà họ đã sản xuất được card đồ họa Quadro, tức là về chất lượng phần cứng họ sẽ làm rất tốt. Thế nên khi mà họ làm sang những mẫu card đồ họa ví dụ như kiểu là GeForce chẳng hạn thì chất lượng cũng sẽ phải đảm bảo như vậy. Thì một bên là GeForce, một bên là Quadro, và đây là Quadro RTX A5000 và đây là GeForce RTX 3080 Ti. Tại sao mình lại mang hai em nó ra so sánh? Về phần mức giá đi, RTX 3080 Ti có mức giá khá là rẻ, chỉ khoảng 48 triệu rưỡi thôi. Thế nhưng đối với Quadro sẽ có mức giá rơi khoảng chừng 66 triệu. Tức là cái mức giá chênh nhau khoảng 18 triệu rồi. Việc so sánh với nhau có vẻ hơi khập khiễng đúng không? Nhưng thực tế là không phải, bởi vì cả hai em này đều sử dụng chung nhân GPU là GA102. Điểm khác biệt đó chính là Quadro sẽ được cắt giảm đi một chút về lượng nhân CUDA. Thay vì khoảng hơn 10.000 nhân thì bây giờ sẽ rơi khoảng chừng khoảng 8.000 nhân CUDA thôi. RT Core và Tensor Core cũng đã giảm đi một chút, cùng với phần xung nhịp của Quadro cũng thấp hơn. Lý do để giải thích cho việc này đó chính là Quadro được hướng tới là làm việc và tích hợp những cái công nghệ lên thẳng phần cứng luôn, thay vì sử dụng phần mềm. Vì bởi đối với Quadro đây thì các bạn nhìn thấy là rất mỏng, chỉ chiếm khoảng 2 slot PCIe thôi. Thế nên sẽ có thể cắm được gọi là rất nhiều các card đồ họa, hay chúng ta còn gọi là giải pháp đa card đồ họa. Còn đối với NVIDIA GeForce thì chú trọng tới những người chơi game thuần túy, họ sử dụng một mẫu card đồ họa thôi. Thế nên cần tập trung rất nhiều vào phần cứng cốt lõi của cái sản phẩm để có thể chơi game được. Rồi thì nói về cái phần hiệu năng và cái phần thông số thế là đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta tập trung vào phần thiết kế đi. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, cái phần thiết kế của em nó là được hoàn toàn từ kim loại. Đấy, các bạn sờ vào, mình nghĩ đây chắc chắn là kim loại rồi, bởi vì sờ cực kỳ nặng tay luôn. Và khi các bạn nhìn vào đây, chúng ta sẽ có một cổng cấp nguồn 8 pin được đặt chìm hẳn xuống luôn đây. Và công suất tiêu thụ của em Quadro A5000 này sẽ rơi vào khoảng chừng 230W. Và cái bộ nguồn công suất thực để mình khuyến cáo các bạn sử dụng sẽ rơi vào khoảng chừng 550W. Và phải là bộ nguồn xịn và công suất thực nhá. Những cái bộ nguồn có cái chất lượng không tốt thì mình sẽ không thể đảm bảo được đâu. Còn tiếp theo nữa, nói về hệ thống tản nhiệt thì các bạn sẽ chắc chắn không thể nào nhìn ở bên trong em này được. Bởi vì hệ thống tản nhiệt các bạn nhìn ngoài, mà khi đây mình soi đèn vào, rất nhiều đèn chiếu vào mình nhìn mà mình còn không nhìn được vào bên trong xem em nó như nào. Nhưng mình nhìn sơ qua một chút về hình thức bên ngoài thì chúng ta sẽ có một tản lồng sóc vào bên trong. Đây sẽ có những ống đồng và lá nhôm được xếp chồng lên. Và tại sao lại là hệ thống tản nhiệt lồng sóc? Bởi vì các bạn sử dụng những cái mẫu card đồ họa Quadro này cho nhiều máy, một cạc thì mình không nói làm gì, nhưng nếu mà sử dụng đa card đồ họa thì tất nhiên các bạn nhìn vào là các cái mẫu card đồ họa sẽ xếp cực kỳ khít nhau và cái khoảng trống để hở ra sẽ rất ít. Thì đối với hệ thống lồng sóc như này thì sẽ đảm bảo được cái vấn đề nhiệt độ khi mà bạn cắm đa card đồ họa sẽ vô cùng thoải mái. Thế còn nếu mà hoạt động đơn lẻ thì nhiệt độ của Quadro A5000 sẽ rơi khoảng chừng 80 độ C, một mức nhiệt được mình đánh giá là rất tốt đối với những mẫu card đồ họa Quadro, bởi vì đây có phải chơi game đâu, làm việc vẫn là thứ quan trọng. Rồi thì đến một phiên bản RTX, một phiên bản chuyên dành cho chơi game thì sẽ như nào? Thì khi mà nhìn đây các bạn để thấy được là chắc chắn là dành cho chơi game rồi, bởi vì em nó cực kỳ dày dặn luôn. Thì khe PCIe được mình đánh giá đây rơi khoảng chừng từ 3 khe đến 3 khe rưỡi. Thế nên nếu như bạn nào mà muốn gọi là giải pháp đa card đồ họa thì sẽ phải cân nhắc một chút để mua những mẫu mềm phải nói là cực kỳ to để có thể cắm được hai em này. Về hệ thống tản nhiệt đi, các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có 6 ống đồng chạy từ trước cho đến sau, và các lá nhôm ấy là cực kỳ cao và dày luôn. Thế cái mức nhiệt độ của em nó tỏa ra rơi khoảng chừng 72 độ C trong nhiệt độ điều hòa. 72 độ C không phải là một mức nhiệt lớn, bởi vì khi các bạn nhìn thêm ở đây, chúng ta sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin với một bộ nguồn khuyến cáo sẽ rơi vào khoảng chừng từ 700 đến 750W công suất thực, với lượng điện năng tiêu thụ rơi khoảng chừng 300W. Thế nên thì cái việc hai cổng cấp nguồn 8 pin và 72 độ C khi mà full max thì là mức nhiệt vô cùng tốt. Cộng với đó là các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 quạt với logo của Litech, dĩ nhiên rồi, cả của Litech mà. Thì cái 3 quạt này sẽ hoạt động để có thể tản nhiệt cho card đồ họa là tương đối ổn. Còn về những cái điểm lợi thế của Quadro nếu mà so với RTX là gì, thì khi các bạn nhìn vào đây, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cổng xuất hình. Trong đấy chúng ta sẽ có một cổng HDMI và 3 cổng DisplayPort dành cho RTX 3080 Ti. Còn đối với Quadro, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cổng DisplayPort. Thế nhưng 4 cổng DisplayPort này có thể xuất tổng cộng là 4 màn hình 5K. Đây chỉ chạy đơn cạc thôi nhé, là 4 màn hình 5K, điều mà RTX chắc chắn sẽ không thể nào làm được. Cộng với đó, đó chính là một khe NVLink để có thể kết nối được đa card đồ họa được một cách tốt hơn và hiệu quả hơn, tùy từng tác vụ nhé. Tùy từng tác vụ thôi, bởi vì có một số các tác vụ họ sẽ không cần đến NVLink để có thể kết nối. Một số bạn đã có những cái suy nghĩ trong đầu rằng NVIDIA Quadro là không thể chơi game và chỉ dùng để làm việc. Về mặt lý thuyết nhá,
Quadro vẫn có thể chơi game bởi vì bản chất bên trong vẫn sử dụng GPU của con RTX 3080 Ti. Thế nhưng để mà thuần làm việc thì chính xác, cái này thì mình không thể phủ nhận. Còn để chơi game thì có thể có một số bạn mua những em Quadro này về để làm công việc liên quan đến 3D, sau đó thì họ muốn sử dụng để giải trí thì câu chuyện sẽ như nào. Đối với các tựa game được mình test sau đây, mình sẽ để tựa game ở trên độ phân giải 2K và toàn bộ các setting sẽ là max setting và RAM sẽ là 32GB và CPU sẽ là AMD Ryzen 9 5950X, vô cùng tốt và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra hiện tượng nghẽn cổ chai. Để tản nhiệt được cho CPU AMD Ryzen 9 5950X, mình sử dụng hệ thống tản nhiệt Cooler Master Master Liquid ML240 Mirror. Bộ tản nhiệt mới nhất tới từ Cooler Master với rack tản nhiệt là 240mm, hệ thống 2 fan 120mm, block CPU được cải tiến với hình ảnh logo của Cooler Master RGB. Xuyên suốt quá trình sử dụng và test game, tản nhiệt của Cooler Master Master Liquid vẫn tản nhiệt được hiệu quả cho CPU AMD Ryzen 9 5950X, một mẫu CPU có tới 16 nhân và 32 luồng xử lý. Cùng với đó là hệ thống nguồn Cooler Master 850W công suất thực đạt chuẩn 80+ Gold và vỏ cây Cooler Master TD500. Thì bản chất bên trong em RTX A5000 này, như mình đã nói, là nhân GPU là GA102, là nhân GPU của RTX 3080 Ti, nên khi chơi game thì hiệu năng chơi game là cực kỳ tốt, khi mà cái mức chênh lệch chỉ rơi vào khoảng trừ 20% đối với các tựa game như Far Cry 5, Horizon Zero Dawn và Shadow of Tomb Raider. Đó chính là cái ba tựa game được mình đánh giá là tối ưu vô cùng tốt để có thể chơi game mà FPS chênh lệch khoảng chừng từ 10 cho tới 30 FPS tùy từng trường hợp, và mức FPS đạt được vẫn rất cao là hơn 100 FPS. Thế nên các bạn thắc mắc về vấn đề chơi game Quadro thì em nó chơi game vẫn rất tốt, chỉ mỗi việc là P/P nói xét trên khía cạnh chơi game là em nó không được ngon bằng RTX 3080 Ti thôi. Thì mình chuyển sang câu chuyện của 3080 Ti đi. Rõ ràng đây là một trong những cái mẫu card đồ họa chuyên dành để cho chơi game. Vì anh em chơi game trên độ phân giải 2K là vô cùng dễ rồi, FPS cao nhất có thể đạt rơi khoảng chừng gần 200 FPS trên độ phân giải 2K. Thế nên mình khuyến cáo với anh em, nếu như anh em có nhu cầu chơi game mà kiểu trải nghiệm tựa game 4K thì RTX 3080 Ti vẫn có thể đáp ứng được hoàn toàn tốt. Chuyển sang khía cạnh làm việc đi, đối với các phần mềm 3D, ví dụ như kiểu là SolidWorks, 3D Max thì mình đánh giá nhá, là cả hai em này, tức là hoạt động cá nhân thôi, một card đồ họa thôi, thì RTX A5000 hay RTX 3080 Ti sẽ cho hiệu năng là tương đương nhau. Còn tuy nhiên, đối với bộ phần mềm, bộ công cụ đến từ Adobe thì mình khuyến cáo đối với anh em nên lựa chọn những phiên bản GeForce sẽ là tốt hơn, bởi vì những cái bộ công cụ của Adobe họ sử dụng chính đó chính là nền tảng của CUDA Core, tức là càng nhiều nhân CUDA thì càng tốt, xung nhịp càng cao thì hiệu quả mang lại sẽ càng tốt. Nếu như mình mang ra so sánh và render video thì rõ ràng RTX 3080 Ti Nitech này sẽ tỏ ra vượt trội hơn hẳn khi so với Quadro. Thế còn làm việc công việc thuần 3D, là những cái bản vẽ 3D, những cái thiết kế lớn mà cần nhiều bối cảnh thì Quadro sẽ cho ra một cái lợi thế là cực kỳ tốt, bởi vì cái hiệu năng được tích hợp thẳng lên phần cứng. Mình sẽ lấy ví dụ như này, khi các bạn làm một phép tính, đưa ra một phép tính đơn giản thì Quadro thì sẽ sử dụng gọi là máy tính để tính toán luôn. Còn riêng với GeForce thì lúc đấy sẽ sử dụng nhân GPU, tức là nhân GPU bên trong sẽ làm toàn bộ công việc. Thì khi đó thì tốc độ của Quadro rõ ràng sẽ là cao hơn, và cao hơn nếu những phần mềm tối ưu. Các bạn biết được bao nhiêu phần trăm không? Rơi phần trăm thì mình nghĩ là hơi to, nhưng mà để nói các bạn dễ hiểu nhất thì Quadro này sẽ cao đến hơn 20 lần đối với những cái bộ công cụ chuyên dụng dành cho Quadro. Và Quadro cũng có một điểm lợi thế nữa, đó chính là về việc khử răng cưa tích hợp thẳng ở trên phần cứng thay vì phải xử lý thông qua phần mềm. Đó chính là những cái điểm khác biệt giữa Quadro và RTX. Tổng kết lại ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rút ra được câu chuyện nào: RTX A5000 sẽ phù hợp nhất đối với những bạn nào có nhu cầu làm việc những công việc thuần 3D, cần xử lý những cái hình ảnh khử răng cưa nhiều, hoặc là những các cái cơ khí liên quan đến 3D, làm công việc kiểu thuần cơ khí thôi, cần tính toán mọi thứ, thì RTX A5000 sẽ là một sự lựa chọn rất tốt dành cho anh em trong mức giá khoảng 66 triệu đồng. Còn đối với những anh em có những kinh tế nó eo hẹp hơn một chút xíu thôi, những công việc gọi là liên quan bộ công cụ của Adobe, hoặc là những công việc liên quan Quadro mà không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, bởi vì 66 triệu là một mức giá tương đối lớn đấy, thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản RTX 3080 Ti đến từ Litech, mức giá thấp hơn rất nhiều, rơi khoảng chừng 48 triệu, tức là chúng ta tiết kiệm được 18 triệu đồng rồi. Vậy thì ý kiến của anh em như nào? RTX 3080 Ti hay Quadro A5000 sẽ là sự lựa chọn của anh em? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Toàn bộ link của sản phẩm mình sẽ để trong phần mô tả. Hẹn lại anh em ở trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.